ngàng, phút giây tan rơi lỡ làng, ta cách xa nhau một thời, lối về tìm trong di vãng nhạt nhòa, khóc thầm lệ vương mi trắng đêm trong cõi mộng, ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái cùng vườn hoa bướm, tìm trong hơi ấm yêu tiếng sao vi vu đưa nhau bao mơ. Tình ta đã chót trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng, tìm nhau trong cõi mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Cõi mộng ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái cùng vườn hoa bướm, tìm trong hơi ấm yêu tiếng sao vi vu đưa nhau vào mơ. Tình ta đã cho trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng, tìm nhau trong khói mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Nó sao rồi? Thì ra là mày bắt tao. Mày muốn cái gì? Đáng lý á, cả gia tài là của tao, thì đột nhiên thằng con quan như mày xuất hiện, nên tao buộc phải cho mày biến mất thôi. Và chính tao bày ra vụ bắt cóc này. Sau đó tao giờ như là con tin bị tụi bắt cóc giết chết. Còn tao á chỉ bị thương thôi, rồi tụi nó cướp tiền bỏ trốn. Nè, mày thấy kịch bản của tao á có hoàn mỹ hay không? À, tao quên nữa, thằng em và bà mẹ ngang hông của mày bám theo tao, nhưng mà bị tao cắt đuôi rồi, không có ai cứu nổi mày đâu. Kể ra mày cũng có đầu óc đó, giúp tao nghĩ ra một kịch bản tốt như vậy. Tụi mày làm gì vậy? Nè, thả tao ra. Tụi mày phản tao hả? Buông ra. Nói cho tụi mày bao nhiêu tiền, tao sẽ cho gấp đôi. Buông ra. Thả tao ra. Buông ra. Hùng, thả tao ra. Tụi mày làm gì vậy? Buông ra. Giữ nó coi.
Hai đứa bay mua thêm xăng đi. Dạ. Do mày thuê phải tụi tép riêu. Bạn thân của tao là đại ca khét tiếng ở Sài Gòn, xui cho mày, cái quán bar mà mày định hại tao lại là địa bàn bảo kê của nó. Lúc mày gọi cho tao, tao cũng bán tin bán nghi, tao sợ mày bẫy tao nên tao gọi cho nó để coi có gì bất thường hay không. Và tụi nó phát hiện được hai tên này đang giả làm nhân viên của quán bar để chờ tao. Trên đường tao đi, nó đã báo cho tao biết rồi. Đáng lý là tao có thể quay về. Nhưng mà tao vẫn đến để ráng mà đóng trọn vẹn vở kịch của đời mày, để cho mày chết khỏi phải ân hận. Anh Thắng, anh làm gì vậy? Tụi em đâu có đụng tới địa bàn của anh đâu. Tên này người ta thuê nên tụi em mới bắt. Nhưng tụi bay đang bắt anh em của tao đó. Hùng, hai đứa bay đi theo tao, nhanh. Vậy bây giờ mày muốn làm gì tao? Nếu như tố cáo mày tội bắt cóc, ba thế nào cũng chạy án cho mày. Bất quá mày chỉ ở vài năm tù, cho nên cách tốt nhất là tao sẽ tiếp tục vở kịch mà mày đã soạn ra. Chỉ là tao với mày đổi vai mà thôi. Chủ này sẽ cháy, mày sẽ bị bọn bắt cóc giết chết, còn tao thì bị thương nhẹ và được cứu. Hai phần ba tài sản của mày sẽ thuộc về tao. Tất cả phải là của tao, mày nghe rõ chưa? Mày đã sung sướng từ nhỏ rồi, tao thì phải sống trong nghèo khó, tìm đủ mọi cách để vươn lên. Đời có giấy thì phải trả. Đây là lúc mày phải trả hết tất cả những gì thuộc về tao, mày nghe rõ chưa? Mày là đồ con quan, tao có chết tao là ma cũng không tha cho mày đâu. Mày la đi, la lớn lên đi. Thả tao ra. Mày la lớn lên đi. Vì đây là giây phút cuối đời của mày rồi, mày la đi. Thả tao ra. Thả tao ra. Mày có chắc là đưa hai thằng đó trốn thoát sang Campuchia không bị công an tóm đúng không? Yên tâm đi, nếu có gì bất ổn thì tụi đàn em của tao sẽ ra tay để bịt đầu mối liền. Mày là thần tài của tao mà, bằng mọi giá tao phải bảo vệ mày chứ. Đúng là tao không chọn sai đối tác. Mẹ lo quá cho nên bám theo. Ủa, thằng Hải đâu rồi con? Con gọi cho anh Hải không được. Hồi nãy tới ngã tư con bị mất dấu anh rồi. Mẹ, nhìn phía trước không có dấu xe nào hết. Mẹ, có khi nào anh lừa mình không mẹ, cho nên cố tình cắt đuôi con? Cũng có thể. Vậy bây giờ mình phải làm sao con? Quay lại ngã tư, mình đi thôi mẹ. Lát nữa mày kêu tụi nó đập đầu tao bất tỉnh, lực vừa đủ thôi. Có cần phải chơi lớn vậy không? Không dùng khổ dục kế thì làm sao qua mắt công an được. Ok, còn bây giờ giải quyết thằng này sao đây? Spayborn. Ok. Ok. Mày định làm gì tao? Thả tao ra. Đây. Thả tao ra. Thả tao ra! Thả tao ra! Chuẩn bị! Một! Hai! Ba!
đó, nó chết rồi. Thì trước sau gì cũng phải giết nó thôi, làm gì mà quản như vậy hả? Xe chảy dầu rồi giờ sao? Giờ nó hư tùm lum tùm la trơn rồi nè. Thôi kêu người tới sửa đi, chứ để vậy sao chạy? Nó rẽ đường nào rồi con? Con cũng không biết nữa. Nghĩa, có người bên kia kìa, con qua hỏi thử coi sao. Mẹ đi đợi con nha. Cho người tới liền mà sao con chờ lâu quá không thấy tới vậy? Ừ, cho người tới liền đi. Giờ mới có 3 giờ 15 hả? Tới nhanh sửa cho tôi đi. Anh à, để tôi giao hàng cho kịp. Anh cho em hỏi, nãy giờ anh có thấy người đàn ông nào mặc áo thun màu xanh, đội có nón bảo hiểm màu cam chạy qua đây không vậy? Hồi nãy thấy đứng đây nè, rồi anh chạy theo hướng này nè. Nãy giờ anh đứng đây hả? Ừ, tôi thấy anh đi về hướng này nè. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Alo, để tôi sửa xe xong rồi tôi tới. Sao rồi con? Mẹ, anh ta nói anh Hải chạy con đường này nè. Có khi nào chính Hải bắt cóc anh hai không mẹ? Cái anh xe tải nói anh Hải dừng lại một lúc rồi mới bỏ chạy đi. Rõ ràng là cố tình cắt đuôi mình mà. Thằng Dung ghét anh hai, sao lại mạo hiểm đòi đi giao tiền chuộc cứu anh hai được mẹ? Con nói phải, chắc là nó rồi. Mà nghĩa nè, bây giờ mình chạy vô trong đó, đôi đồng bọn nó đông quá, rồi làm sao mình cứu được thằng Nhân? Mẹ nghĩ phải báo công an thôi con à. Bây giờ vừa chạy vừa báo công an đi mẹ, lỡ hắn làm gì anh hai thì sao? Nghĩa ơi, bây giờ mình chạy hướng nào hả con? Mẹ à, hay là mẹ cứ chạy thẳng đi, con ra phải hướng này. Khi nào tìm được Hải á, nhớ gọi điện cho nhau nha. Cẩn thận nha. Dạ, con. Con biết rồi, mẹ cẩn thận. Nghe mày sao đi lâu quá vậy? Gọi nó về mau đi, cái xác nó nằm ở đó, rủi người khác biết thì sao? Mày bình tĩnh lại coi, ở đây là nhà quan, không có ai qua lại đâu. Hơi, nè, mẹ thằng Nghĩa, sao bây giờ? Mẹ. Con ơi, con có sao không hả con? Hả? Sao thằng này lại có mặt ở đây hả? Bà bình tĩnh lại đi, nghe thằng Nhân nó nói kìa. Thằng Hải nó cắt đuôi mẹ và thằng Nghĩa rồi. Thằng Nghĩa đâu? Thằng Nghĩa đâu? Thằng Nghĩa lúc nãy mẹ với thằng Nghĩa chia nhau ra tìm con. Con đừng có sợ nghe, mẹ đã phát hiện ra mưu kế của thằng Hải rồi, mẹ đã báo công an. Cái gì? Bà nói cái gì? Công an hả? Mẹ kiếp, mày giết người, tự giải quyết đi. Tụi tao chuồn trước. Đi Hùng. Hắn. Hắn. Nó nói vậy là sao hả con? Hả? Bây giờ mẹ, phải làm sao? Bình tĩnh. Thằng Hải chết rồi kìa, phải làm sao? Mẹ nghe con nói nè. Con giết người thiệt sao hả? Mẹ. Mẹ. Con lỡ tay sao thằng Hải chết rồi. Con mày cũng sắp tới đây. Mày chỉ có cách cứu con là vô khống cho thằng Nghĩa thì con mới thoát tội được. Con sẽ đập đầu để ngất xỉu, mẹ khai với công an. Thì tới đây là thấy con đã ngất xỉu rồi. Thằng Hải cho rằng thằng Nghĩa muốn lấy tiền chuộc để trốn, nên hai đứa nó tranh chấp cãi giả. Sau đó thằng Nghĩa vô tình cho thằng Hải té chết. Mẹ nghe rõ chưa? Mẹ nhớ kỹ chưa? Nhân! Nhân! Nhân ơi! Nhân! Nhân ơi! Nhân! Mẹ ơi! Mẹ! Nhân! Mẹ! Mẹ! Anh hai sao vậy mẹ? Mẹ! Anh hai! Anh hai! Anh Hải! Mẹ! Tất cả sao vậy hả mẹ? Giữ tay lên! Anh hai! Giữ tay lên!
ơi, tại sao các anh làm ơn tha cho con tôi? Nó chỉ lỡ tay giết người thôi, nó lỡ tay. Mẹ, anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người sao? Tôi đau đầu quá bác sĩ ơi. Vết thương ở đầu á không có nghiêm trọng lắm. Giờ anh quá sợ hãi nên mới ngất xỉu đó. Không sao đâu, anh cứ yên tâm nha. Thôi anh nằm nghỉ ngơi nha, tôi lên phòng lấy thuốc cho anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh Nhân, anh sao rồi? Ủa, sao tự nhiên anh lại ở đây? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Em với ba đang ở nhà thì công an gọi báo là phát hiện ở nhà Quang có xác anh Hải, với lại anh bị thương được đưa đi cấp cứu. Ba sốc quá nên ngất luôn, cũng được đưa đi cấp cứu rồi. Nhưng mà tình trạng của ba cũng ổn rồi. Anh Hải chết rồi sao? Sao lại như vậy? Anh nhớ là anh bị bắt cóc đến căn nhà Quang rồi bị đập đầu ngất xỉu. Sau đó anh không biết gì nữa. Vậy anh không nhìn thấy ai giết anh Hải hay sao? Khi anh ngất xỉu anh Hải còn chưa tới mà. Tại sao anh Hải lại chết vậy? Bên công an họ cho biết là anh Hải bị xô ngã trúng cây sắt tử vong. Lúc đó chỉ có ba người, là anh, mẹ Nga và anh Nghĩa thôi, nên họ đang tiến hành điều tra thêm. Anh còn đau lắm không? Anh Phi tới cái gì? Anh Phi. Cậu Phi, có chuyện gì mà tôi thấy mặt cậu căng thẳng dữ vậy? Tìm được cái tên bắt cóc vợ cậu Đức chưa? Dạ, con hiện giờ vẫn đang cho người đi tìm. Mới đây con vừa nhận được tin Hải đã chết. Hả? Bước đầu Nghĩa bị tình nghi là hung thủ và đang bị tạm giam. Còn Nhân thì bị thương, đang nằm viện. Sao lại như vậy được? Anh Nghĩa làm sao có thể giết người được? Theo tôi biết, vụ án này bắt đầu từ việc Nhân bị bắt cóc. Bây giờ bên công an họ đang họp, chắc sáng mai báo chí sẽ lên bài. Chắc là bây giờ còn phải chạy tới nhà bà Sáu liền coi làm sao. Thôi, con bình tĩnh đi. Có chuyện gì để công an người ta điều tra đi. Con á, bây giờ con dính vào là dễ bị lộ lắm á. Con không sao đâu, con sẽ cẩn thận, dì đừng có lo. Dì, lát hồi dì dọn giùm con nha. Chắc cổ yêu cậu Nghĩa thiệt rồi đó dì. Cái cậu Nghĩa đó, không biết là cái số xui rủi gì mà dính toàn là cái chuyện gì đâu không à. Tôi nói thiệt với cậu á, tôi chỉ sợ cậu ấy á là làm cho con nhỏ này liên lụy thôi à. Giờ sao mà sao? Không biết làm sao. Ngoài Sáu đừng khóc nữa. Trời ơi, còn bà nữa sao? Đã đố mà còn khóc hoài à. Từ từ có gì Nga dạy coi tình hình coi làm sao. Nhưng mà anh Nghĩa của tôi mà, sao tôi không lo được chứ? Trời ơi, khổ ghê. Dì Nga về kìa phải không? Không phải dì Nga đâu, là Yến. Bà Sáu. Yến. Anh Long, chị Trâm. Yến, bữa giờ em đi đâu mà sao tôi chị gọi không được vậy? Điện thoại của em bị cướp nên em bỏ cái sim đó luôn rồi. Em nghe nói là anh Nghĩa giết người hả? Sao lại như vậy? Không có đâu, không phải đâu. Chuyện sao vậy anh Long? Tối hôm qua thằng Nhân bị bắt cóc nên dì Nga và thằng Nghĩa đi qua bên nhà thằng Nhân. Rồi nghe đâu á, thằng Hải đi giao tiền chuộc, dì Nga và thằng Nghĩa đi theo hỗ trợ. Ai ngờ tới nơi thằng Nhân bị tụi bắt cóc đập đầu ngất xỉu từ trước. Còn thằng Hải, nó nghi thằng Nghĩa trộm tiền chuộc nên hai người xô xát với nhau. Thằng Nghĩa vô tình xô thằng Hải té xuống, trúng cây sắt tử vong. Không, không thể nào. Em không tin là anh Nghĩa giết người đâu. Đâu có ai tin thằng Nghĩa giết người đâu. Nhưng mà bây giờ thằng Nghĩa đang bị tạm giam, còn dì Nga đang ở trong đó để cho lời khai. Không biết khi nào người ta mới thả ra nữa. Dì Nga, dì Nga. Dì Nga. Nga con. Dì Nga. Dì. Sao rồi má con? Anh Nghĩa. Nghĩa sao anh rồi Nghĩa con? Sao rồi dì? Anh Nghĩa sao rồi dì? Thằng Nghĩa sao rồi dì?
Thằng Nghĩa bị tạm giam rồi. Trời, sao anh Nghĩa lại giết người được chứ? Chắc là có hiểu lầm gì đó mà đúng không vậy? Đúng không vậy? Là do nó chê thằng Hải xô xát, rồi nó vô tình xô thằng Hải ngã, rồi xui rủi sao té trúng cây sắt. Dì cũng có mặt ở đó mà. Mà tính thằng Nghĩa từ đó giờ đôi khi nóng nảy, còn thằng Hải thì ngông cuồng ngang tàn, không coi ai ra gì. Tụi con cũng biết mà. Nghĩa ơi là Nghĩa, tự nhiên mày nóng nảy chị không biết nữa. Con ơi, làm sao giờ con ơi? Phải cứu Nghĩa thôi con ơi. Má, mời má bình tĩnh mới nghe con nói nè. Má bình tĩnh lại, chứ bây giờ má cứ như vậy hoài, lỡ má có chuyện gì cũng khổ thêm á. Thôi bây giờ vậy nè, má nghe lời con ơi. Nghe lời con vô phòng nội Nghĩa con. Rồi à, có gì con với mấy đứa nhỏ lo nghe. Rồi ngày mai con sẽ tới bệnh viện đi gặp ông Phước để xin ông bãi nại cho thằng Nghĩa. Con bây giờ má Sáu phải đừng lo. Bà Sáu bình tĩnh đi, bà Sáu vô nghỉ đi. Rồi con lo tìm cách cứu Nghĩa. Dạ. Má đi nghỉ đi. Để rồi từ từ con nghĩ cách cứu thằng Nghĩa. Bà Sáu nghỉ ngơi đi ngoại sao. Nghĩa ơi, Nghĩa con ơi. Bà Sáu từ từ, bà vô nghỉ nha. Thôi mà bình tĩnh đi má. Ba vô nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện con với mấy đứa nhỏ lo. Ba đừng có lo nữa nghe. Sao giờ Yến, anh Nghĩa không thể nào đi tù được đâu. Yến ơi, bây giờ phải làm sao mới cứu thằng Nghĩa được? Nếu như mà theo lời của dì Nga nói thì đây chỉ là sự cố ngộ sát thôi. Em có biết một anh luật sư rất giỏi, hay là để em nói anh luật sư đó bào chữa cho anh Nghĩa nha. Chị cực cứu được anh Nghĩa, bao nhiêu tiền chị cũng chịu hết. Ông chủ, ông ráng ăn miếng cháo đi, tôi thấy ông mệt dữ lắm rồi. Dạ con. Thưa ba. Ông chủ, tôi xuống căng tin mua đồ nha. Dạ chào cậu mợ. Dạ. Ba, con xin lỗi, là con liên lụy anh Hải. Bên công an họ báo cho ba biết, có thể là chính thằng Nghĩa là chủ mưu bắt cóc con. Thằng Hải nó không ra gì, nhưng dù sao nó cũng là con của ba. Ba không ngờ nó lại ra đi đột ngột như vậy. Ba, anh Hải cũng đi rồi, ba hãy để cho ảnh ra đi thanh thản nha ba. Bác sĩ nói là ba cần phải nằm viện để theo dõi thêm. Con sẽ lo chu toàn hậu sự cho anh Hải, ba cứ yên tâm nha. Hải ơi. Anh Phước ơi, tôi biết tội lỗi của thằng Nghĩa quá lớn, nhưng mà tôi xin anh hãy niệm tình tha thứ cho nó nghe anh. Chị cũng là mẹ, chị hiểu nỗi đau của tôi mà. Mọi chuyện nên để cho pháp luật xử lý. Anh Phước, anh làm ơn đi mà, tôi lại anh. Bác ơi, anh Nghĩa không có cố ý mà bác. Mẹ, ba con đang mệt, mẹ hãy thông cảm vậy. Hãy hiểu cho nỗi đau của ba con. Có gì mình nói chuyện sau nghe mẹ. Anh Phước, tôi chỉ xin anh rộng lòng, xin giúp cho thằng Nghĩa được giảm án. Tôi mang ơn anh suốt đời, tôi đổi ơn anh. Tôi xin phép tôi về. Thôi mình về đi bác. Ba nghỉ ngơi đi ba. Con sẽ liên hệ với bên công an để làm thủ tục đưa anh Hải về. Anh không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Mặc dù anh không liên quan gì, nhưng anh cảm giác là chính mình đã hại anh Hải và thằng Nghĩa mà. Anh đừng có khóc nữa, anh không có lỗi gì hết, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Bây giờ anh phải lo chu toàn hậu sự cho anh Hải, để anh được yên nghỉ.
Dù sao anh cũng là anh của anh mà. Dạ. Ê Long, là mày làm gì mà cái mặt mày ủ rũ như cái bánh bao chiều vậy? Thì đó, hôm trước tao tặng cho ông Thúy cái bánh. Xong rồi sáng nay nó tặng lại cho tao nè. Tao bẻ ra thì tao thấy có tờ giấy trắng không à. Không lẽ nó từ chối tình cảm của tao hả mày? Đâu, nhé nào cho tao coi coi. Nè. À. Ủa, mà nó đưa mày hồi nào vậy? Thì lúc ra chơi đó. À, để tao coi coi. Nó viết bằng tranh cho nên là mày phải phản ứng với sức nóng á, nó mới hiện chữ ra được. Đây, để tao coi nó viết cái gì. Không được, tao biết cách rồi, vậy thôi tao về nha. Trời ơi, cái thằng này. Nghĩa, mày đừng lo, luật sư Ân hứa sẽ giúp mày. Chỉ là ngộ sát thôi, không có bị tử hình đâu Nghĩa. Luật sư cũng đang làm việc với bên công an để bảo vệ quyền lợi cho mày. Alo. Tôi nghe đây luật sư Ân. Tôi mới vô thăm Nghĩa. Anh Nghĩa có nhắn cho anh nè. Giờ tôi gửi cho anh nha. Dạ. Cảm ơn anh. Tao không có giết anh Hải. Khi tao đến nơi thì Hải đã chết rồi. Anh Hai thì bị thương ngất xỉu, mẹ thì ở bên cạnh anh Hai. Sau đó công an ập tới, mẹ đã nói là tao giết Hải. Tao không biết tại sao mẹ lại vu khống cho tao như vậy. Không ai chịu tin tao hết. Nhiều người làm chứng chính là mẹ ruột của tao kia mà. Tại sao dì Nga lại làm như vậy? Má, má đừng có khóc nữa. Má ráng giữ gìn sức khỏe. Để vài ngày nữa ông Phước bình tĩnh lại, con sẽ tới cầu xin ông Phước tiếp để cứu thằng Nghĩa. Má đừng có lo nữa nghe má. Dì Nga, dì đừng có đóng kịch nữa. Tại sao? Tại sao dì lại vu khống thằng Nghĩa là giết người? Con nói cái gì vậy Long? Ông nói cái gì kỳ vậy hả? Con biết con đang nói cái gì không? Luật sư Ân mới gọi điện thoại cho tôi nè. Nói là thằng Nghĩa nó nói không giết thằng Hải. Chính vì vu oan cho nó giết người. Long! Con sao vậy hả Nga? Má à, lúc đó công an ập tới, con định giúp thằng Nghĩa trốn thoát nhưng không kịp. Trong tình thế đó thì con đành phải khai thiệt. Chứ nếu không, công an điều tra ra thì tội thằng Nghĩa càng nặng thêm. Thằng Nghĩa nó không hiểu cho con, nó nghĩ là con không thương nó. Nó giận con cho nên nó mới nói con như vậy. Chắc nó nghĩ, nó nói như vậy thì công an sẽ tin là nó vô tội, sẽ tha cho nó. Nó muốn thử tìm cơ hội cuối cùng lắm ha. Vậy thôi đi, tôi chơi với thằng Nghĩa từ nhỏ mà. Tôi hiểu tính nó. Từ nhỏ tới giờ, dù nó có bị đánh đau tới mấy, bị thương nặng tới mấy, nó cũng chưa bao giờ khóc. Vậy mà hôm nay luật sư Ân nói nó khóc tức tưởi. Tôi tin nó phải có oan ức, và nó phải thất vọng về gì nhiều lắm nên nó mới khóc ức như vậy. Nó là con ruột của gì? Nó là con ruột của gì đó thì làm sao gì có thể hại nó được hả? Có nói như vậy mà nghe được hay sao? Nếu gì có thể chịu tội thay được cho nó
thì dì cũng sẵn sàng chấp nhận. Thằng Nghĩa chẳng qua là nó đang tìm mọi cách chối tội để đánh lừa công an thôi. Đúng rồi, hay là nhân cơ hội thằng Nghĩa chối tội, dì sẽ vào nói với công an dì đã giết thằng Hải. Chính dì đã giết thằng Hải rồi vu khống cho thằng Nghĩa. Đúng rồi. Má, má à, con tin vậy được không má? Chắc chắn là công an sẽ tin. Công an sẽ tin con phải không má? Công an có chịu tin không? Hả? Công an nhất định tin phải không mấy đứa? Vì đừng có đóng kịch nữa. Tôi sẽ minh oan cho thằng Nghĩa. Tôi không cần gì nữa. Ông Long! Anh Long! Anh Long! Ông Long! Anh Long à! Long! Anh Long! Nè! Anh Long à! Anh Long! Anh Long! Anh sao vậy? Nè! Anh đi tới chỗ xảy ra vụ án để hỏi thăm thử coi, biết đâu ai đó thấy được á, có thể làm chứng cho thằng Nghĩa không có giết người. Không lẽ gì Nga vu khống cho anh Nghĩa thiệt sao? Trời ơi! Anh Long! Bà đó, lúc nào cũng vậy hết. Không lẽ bà không tin Nghĩa hả? Anh Nghĩa của tôi là tôi phải tin rồi đó. Nhưng mà dì Nga là mẹ ruột của ảnh mà. Lúc nãy ở trong bệnh viện, dì cũng cầu xin ông Phước tha cho anh Nghĩa. Trời ơi, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn á. Chắc có lẽ là dì Nga phải có lý do gì đó thì mới vu khống cho anh Nghĩa như vậy. Em thấy là anh Long đó cũng đúng. Hay là bây giờ mình đến đó hỏi mọi người xem sao? Chị đi nữa. Càng đông người càng dễ chia ra hỏi thăm. Má, bây giờ con sẽ tới công an để con thú tội. Con nói là con giết thằng Hải, con sẽ cứu thằng Nghĩa. Con đi nghe má. Con đừng có đóng kịch nữa. Má nói cái gì vậy má? Má rất tin mấy lời má, của thằng Long. Má đừng có tin mấy lời của thằng Long. Cái thằng đó cờ bạc lừa đảo đủ trò. Má biết mà, sao má lại tin lời nó? Má không chỉ vì những lời nói của thằng Long đâu. Má hiểu con và hiểu thằng Nghĩa. Thằng Long nó nói đúng đó. Thằng Nghĩa từ hồi nhỏ tính nó rất là bướng. Nó chỉ khóc khi nó quá tức giận một điều gì thôi. Còn con á, nếu con thương thằng Nghĩa, con vì nó thì con đã làm điều đó từ lâu rồi. Cái thằng Nghĩa đó, nó là con của con Hiền chứ không phải con của con, đúng không? Mà nói gì vậy má? Thằng Nghĩa là con của con, thằng Nhân mới là con của con Hiền. Má cũng là một người mẹ mà con, sao không cảm nhận được? Từ lâu nay á, má thấy con đó lo lắng cho thằng Nhân hơn thằng Nghĩa. Má chỉ nghĩ là con thương cho hoàn cảnh của thằng Nhân. Nhưng bây giờ biết con vu oan cho thằng Nghĩa, má có thể khẳng định nghi ngờ lâu nay của má là đúng. Không có người mẹ nào mà đi hại con mình hết trơn á. Con nói đi, con hay thằng Nhân giết thằng Hải hả? Không phải lúc công an tới á, chỉ có con, thằng Nhân, thằng Nghĩa và xác của thằng Hải. Má, con xin má đó, má cứ để chuyện này cho con lo liệu được không má? Thằng Nghĩa chỉ là ngộ sát thôi, nó sẽ không bị tử hình đâu má. Dù thằng Nghĩa đó, nó không phải là cháu ruột của má, nhưng với má nó không có khác gì thằng Nhân. Mà cái quan trọng á, đó là sự thật. Má không thể bao che cho con đâu. Má sẽ đi gặp ông Phước, má nói hết sự thật ra để cho ông can thiệp cứu thằng Nghĩa. Còn những chuyện còn lại đó, để công an họ điều tra làm rõ. Má, không được đâu má. Con xin sao má không được đó. Con xin má mà. Được mà, sao không được? Không được, con xin má một lần này thôi. Buông tao ra, buông tao ra. Con không buông. Nga, buông ra. Con xin má tao mà đi. Một lần này thôi má. Không được đâu má ơi, con xin lỗi má. Má phải đi mới được. Má đi con mới xin được lỗi má. Nga, Nga. 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 Mở cửa ra. Nga, tao nói mày nghe không? Nga, Nga, con mở cửa ra cho má liền. Má phải đi gặp ông Phước để nói rõ sự thật. Nga, con lại má mà má. Con lại má mà. Má thương con bao nhiêu thì con cũng thương con như vậy. Con không thể đành lòng
thể đánh mất tương lai của con được. Má thương con nghe má. Má ơi, má. Cái kiểu con đó hả? Là hại nó đâu biết không? Nghe má, mở cửa ra, mở ra liền. Mở ra, mở ra. Mở ra. Con xin lỗi cho má. Má tha tội cho con. Mở ra cho má nghe không? Mở mẹ. Ra, mở ra. Con xin lỗi má. Mở ra. Mở ra. Má tha tội cho con má ơi. Nga. Anh Như. Anh sao vậy? Anh ngồi xuống đi. Anh đau lắm không? Anh không sao. Dạ, sao cô cậu về sớm quá vậy? Tôi tưởng cô cậu phải ở bên nhà tang lễ để lo cho cậu Hải. Các cậu của anh Hải không thích anh Nhân, lại đang đau lòng quá nên nói mấy lời khó nghe với ảnh. Anh Nhân không muốn ảnh hưởng tới tang lễ cho nên về sớm. Có gì sáng ngày mốt tụi tôi sẽ qua tiễn anh Hải ra nghĩa trang sao? Dạ, vậy để tôi xuống tôi dọn cơm cho cô cậu ăn ha. Tôi xin phép. Ừ. Anh Như. Anh còn mệt. Anh vô phòng nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em cho anh trở về phòng rồi sao? Mấy ngày nay có nhiều chuyện xảy ra quá. Em cũng suy nghĩ nhiều. Em thấy việc của anh Hải một phần cũng do gia đình quá phức tạp. Với lại khi anh bị bắt cóc, em thật sự rất lo lắng cho anh. Em mong mình sẽ cùng nhau bỏ qua hết tất cả chuyện cũ, để cho con mình có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc nha anh. Anh cảm ơn em. Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em xuống dọn cơm với chị Phượng, xong rồi em gọi anh xuống ăn nha. Ừ. Trước mắt thì không được lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ cần công an mau chóng kết án thằng Nghĩa thì mình mới có thể an toàn. Việc mình ngộ sát thằng Hải chỉ có thằng Thắng nhìn thấy, nhưng nó sẽ không bao giờ tố cáo mình. Chẳng khác gì tự tìm đường đi tù. Còn bà Nga thì nhất định sẽ phải bảo vệ mình mà thôi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà ngoại biết được thân phận của con và thằng Nghĩa rồi. Vậy bà ngoại có nói cho ai nghe chưa? Bà con có biết hay không? Bà ngoại nghi ngờ chuyện này lâu lắm rồi. Ngoại chỉ nói chuyện này với mẹ, chưa ai biết hết. Mẹ cũng chỉ thừa nhận thân phận của con, chứ chưa hề nói gì với ngoại là ai giết thằng Hải hết. Bà ngoại đòi đi báo với ông Phước, nhưng mà mẹ tạm thời nhốt ngoại trong phòng. Phải làm sao đi con ơi? Thằng Long nó nghi ngờ mẹ nói dối. Nó tin là thằng Nghĩa vô tội. Bây giờ đang đi tìm bằng chứng nè. Mẹ, con sẽ thuê liền một ngôi nhà ở chỗ vắng. Tạm thời mẹ đưa ngoại tới đó. Từ từ mình thuyết phục ngoại bỏ qua chuyện này. Dù sao ngân hàng cũng đang gia hạn cái nhà của ngoại. Bây giờ mẹ cứ đến chỗ tập quán của bà Tám, nói lý do là thằng Nghĩa đi tù. Ngân hàng sẽ tịch thu nhà. Nên ngoại và mẹ, có ai hỏi thì mẹ nói là dọn về nhà bà con ở. Mình âm thầm dọn đi được rồi mà con, đỡ phải rắc rối hơn không? Không được đâu. Nếu mẹ âm thầm bỏ đi, công an sẽ nghĩ là mẹ bỏ trốn và sẽ nghi ngờ lời khai của mẹ. Tại vì hiện tại chưa kết án, cho nên là họ vẫn còn gọi mẹ lên lấy lời khai nhiều lần nữa. Mẹ cứ mở điện thoại và đừng cho ai biết mẹ và bà ngoại ở đâu là được rồi. Con sẽ qua đón ngoại và mẹ. Để không bị lộ, mẹ cứ mua một ít thuốc mê, pha vô nước cho bà ngoại uống là được.
Mẹ biết rồi. Con thu xếp rồi báo liền cho mẹ. Nhất định không được để cho bà ngoại gặp ba. Anh Long, ngồi đây. Ngồi bên kia kìa. Cho em đi cà phê nha chị. Anh Long, sao rồi anh? Cái chỗ đó ngoại thành vắng vẻ, nhà dân cũng ít nữa. Anh đi hỏi quá trời rồi mà không ai thấy thằng Nghĩa hết. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Anh Nghĩa của tôi thì ở trong tù, còn tôi ở ngoài mà không giúp được gì cho anh Nghĩa, tôi cảm thấy bức bối khó chịu quá. Phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây? Em thấy bây giờ manh mối quan trọng nhất là dì Nga. Chỉ có dì Nga mới biết được ai là người đã giết anh Hải, nên mới vu khống cho anh Nghĩa. Anh Long, anh ở chung nhà với dì Nga mà. Hay là bây giờ anh về, anh đóng kịch, anh nói với dì Nga là anh chỉ hiểu lầm thôi, làm lành lại với dì, rồi từ từ dò xét xem sao. Biết đâu dì Nga có sơ hở gì mình phát hiện ra thì sao? Cách của Yến hay đó. Mấy cái trò này là nghề của ông rồi mà. Ông thử coi. Mà đang xỉa xối tôi á hả? Tôi đang khen ông đó chứ. Được rồi, vì Nghĩa tôi sẽ cố gắng. Xin lỗi má, bất đắc dĩ con mới phải làm như vậy. Má tha tội cho con nghe má. Dì Nga ơi, gọi nữa đi. Dì Nga, dì Nga ơi, dì Nga ơi, dì Nga, dì Nga. Mở cửa cho con. Dì Nga. Dì Nga, con xin lỗi dì. Dì, hôm nay con biết ma xui quỷ khiến sao con lại nói bậy bạ như vậy. Chứ dì làm sao mà vu khống cho thằng Nghĩa được. Con xin lỗi dì mà. Dì tha lỗi cho con nha dì. Tránh ra. Dì Nga. Dì ơi, dì Nga. Dì ơi, dì Nga. Dì Nga. Dì Nga ơi, dì Nga mở cửa cho con đi mà dì. Dì Nga. Dì Nga. Dì. Dì Nga, dì thông cảm đi. Dì đừng có giận anh Long nữa nha. Đúng rồi đó dì. Ông này ông hay nói bậy bạ vậy thôi. Dì đừng có giận ổng nha. Ủa mà dì tính đi đâu hả dì? Trời, dì Nga, dì đừng có dì giận con mà bỏ nhà đi nha. Dì, con xin lỗi mà. Dì soạn hết quần áo của con vô đây rồi. Long à. Dạ. Con cơ nhỡ không nhà không cửa, dì thương tình cho con ở nhờ. Không ngờ con lại nghĩ dì xấu xa như vậy. Dì đã lỡ xấu xa trong mắt con rồi, thì không cần phải làm người tốt nữa. Con đi đi. Dì Nga ơi, dì lỡ cu mang con rồi. Dì cứ mang cho trót đi dì. Dì là người tốt nhất trên đời này mà. Giờ dì đuổi con đi như vậy, con biết đi đâu đây dì? Đúng rồi đó dì. Dì cho ông ở nhờ nha dì. Bây giờ báo chí đang rầm beng, ngân hàng cũng biết thằng Nghĩa đi tù. Mới vừa gọi báo là không cho gia hạn nữa. Cái nhà này trước sau dì cũng bị tịch thu thôi. Còn trước sau dì cũng dọn đi. Thì đi sớm đi. Không dì ơi. Dì Nga. Con ở lại với dì mà. Dì Nga. Dì Nga ơi. Dì Nga ơi. Dì Nga. Thôi, dì vô đóng cửa luôn rồi, năn nỉ không được đâu. Sao dì Nga khôn dữ vậy? Chưa kịp đóng kịch nữa là đuổi đi luôn rồi. Thôi không sao đâu, để từ từ rồi mình tìm cách. Bây giờ quan trọng là phải tìm chỗ cho anh Long nghỉ đỡ kìa. Ôi, gấp gì vậy á? Làm sao thuê được nhà trọ? Yến, hay là cho anh qua chỗ trọ của em á, anh ở tạm vài bữa nghe. Em là em thuê nguyên một căn. Em ở chung với lại mấy đứa con gái nữa, mà chật chội lắm. Với lại em sợ tụi nó ngại đàn ông á.
Thôi, hiểu rồi. Vậy thôi, đem vô công ty ngủ đỡ. Nhà tôi có cả chục phòng. Tôi sẽ cho ông ở nhờ, rồi từ từ tìm nhà trọ sao? Ý? Không ngờ, có ngày tôi thấy Trâm đẹp quá xá đẹp luôn. Thôi khỏi, cảm ơn. Yến, giờ mình về hay sao? Dạ, chắc bây giờ mình về đi chị. Rồi ngày mai em qua nhà chị sớm, rồi mình bàn tiếp. À, có gì mai qua nhà Trâm, tụi mình bàn chung ha. À, đi đi, tôi xách giỏ cho. Không cần, nghĩ sao vậy? Con đã nói là con chỉ trả ơn ảnh thôi mà. Ngày xưa con và tên khốn kia cũng chưa xảy ra chuyện gì quá ghê, mà hai người họ cũng chẳng phải là anh em ruột. Cậu Nghĩa là một người tốt, con yêu cậu Nghĩa thì cũng chẳng phản đối đâu. Nhưng bây giờ thì lại khác. Nếu mà cậu Nghĩa không được minh oan thì phải ở tù mấy chục năm đó con. Ri à, thì muốn thấy con đau khổ. Bà Nga không phải là mẹ ruột của tao. Chỉ vì bà mà mẹ ruột của tao phải chết một cách oan uổng như vậy. Đến giờ cũng chưa biết chôn cất ở đâu. Mày nghĩ cái chết của bà có xứng đáng với những mất mát của tao hay không? Con làm lớn rồi má ơi. Chị Nga, chị nói cái gì vậy? Vậy tôi hiểu lắm, thằng Nhân mới là con ruột. Tôi phải che giấu cho nó, đổ quen cái thằng Nghĩa. Thì ra cậu Nghĩa không phải là con ruột của bà. Vậy có thể bà là hung thủ rồi đó con. Cũng không loại trừ khả năng là Nhân đâu. Vì khi đó tôi có nghe Nhân nói một câu là bà Sáu phải thương hắn nhiều hơn Nghĩa. Nếu biết được sự thật cũng sẽ chọn bảo vệ hắn. Đúng,